Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân. Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng với Học viện An ninh Nhân dân là hai trường đào tạo hàng đầu của Công an Nhân dân Việt Nam. Đào tạo những sĩ quan cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát. Học viện Cảnh sát là trường trọng điểm, đầu ngành của lực lượng Công an Nhân dân cùng với Học viện An ninh Nhân dân. Năm 2018, Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia. Lịch sử phát triển, tiền thân của Học viện Cảnh sát Nhân dân là khoa cảnh sát của trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Ngày 15 tháng 5 năm 1968, Bộ Công an ra quyết định tách phân hiệu Cảnh sát Nhân dân ra khỏi trường Công an Trung ương. Thành lập trường riêng, có nhiệm vụ đào tạo bậc trung học cho lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Chính thức thành lập trường Cảnh sát Nhân dân, trường lấy mật hiệu là T18, trường sở ban đầu tại thôn Phong Vân, Ba Vì, Hà Tây, với 153 cán bộ giáo viên, công nhân viên và 1.789 học viên của 20 lớp học, trong đó có 6 lớp sơ học. Đào tạo các hạ sĩ quan cảnh sát. Ngày 27 tháng 11 năm 1976, Hội đồng Chính phủ ra quyết định công nhận trường sĩ quan cảnh sát nhân dân của Bộ Nội vụ thuộc hệ thống giáo dục Đại học Quốc gia. Trường đổi tên thành trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và bắt đầu đào tạo sĩ quan cảnh sát bậc đại học. Ngày 15 tháng 5 năm 1992, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo hệ cao học chuyên ngành điều tra tội phạm. Ngày 24 tháng 5 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Cảnh sát. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng cấp từ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân lên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Như vậy, từ tháng 10 năm 1962 đến nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trải qua 5 lần đổi tên. Khoa Cảnh sát Nhân dân, Khoa Nghiệp vụ 2, phân hiệu Trường Cảnh sát Nhân dân, Trường Cảnh sát Nhân dân. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, năm 2003 phân hiệu của Học viện ở phía Nam chính thức tách thành một trường riêng là Đại học Cảnh sát Nhân dân. Nhiệm vụ của Học viện 1. Đào tạo sĩ quan cảnh sát với trình độ đại học và sau đại học. Tạo cán bộ nguồn cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. 2. Nghiên cứu các đề tài khoa học về phòng chống tội phạm cấp quốc gia. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, luật hình sự, hoạt động tư pháp điều tra. 3. Hợp tác đào tạo quốc tế với các trường cảnh sát nước ngoài. Các bộ môn đào tạo, bộ môn Mác Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, bộ môn tâm lý, bộ môn nghiệp vụ cơ sở, bộ môn quân sự võ thuật thể dục thể thao, bộ môn toán tin, các... Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trung tâm nghiên cứu và thực hành. Viện Khoa học Cảnh sát, Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu Giáo khoa, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Nghiên cứu An toàn Giao thông, Trung tâm Huấn luyện và Thực hành Nghiệp vụ, Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Giáo viên, Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Lý luận Cảnh sát. Loại hình đào tạo. Đào tạo cho Bộ Công an, trường có 2 bậc đào tạo gồm đại học và sau đại học. Đào tạo đại học có 3 hệ chính quy, liên thông và tại chức. Đào tạo dân sự, trường bắt đầu được Bộ Công an, Bộ Giáo dục đào tạo cho phép tuyển sinh dân sự từ năm 2014. Hệ cử nhân, đào tạo đại học chính quy kéo dài 4 năm. Có các khoa, khoa cảnh sát kinh tế, khoa cảnh sát giao thông, khoa quản lý hành chính, khoa nghiệp vụ trinh sát hình sự, khoa nghiệp vụ cảnh sát điều tra, khoa kỹ thuật hình sự, khoa nghiệp vụ giáo dục cải tạo phạm nhân, khoa cảnh sát ma túy, khoa cảnh sát vũ trang, khoa ngoại ngữ, khoa cảnh sát môi trường, khoa phòng chống tội phạm công nghệ cao, khoa luật, khoa cảnh sát đường thủy. Mới mở thêm trong năm học năm 2014 đến năm 2015, đào tạo đại học liên thông kéo dài 3 năm. Có các chuyên ngành quản lý hành chính, chuyên ngành cảnh sát điều tra, chuyên ngành cảnh sát trại giam. Đào tạo đại học tại chức gồm 3 chuyên ngành như chuyên tu. Bắt đầu từ năm học năm 2009 đến năm 2010. Học viện đào tạo 4 ngành, quản lý hành chính, điều tra trinh sát cảnh sát, điều tra hình sự, cảnh sát trại giam. Hệ sau đại học, đào tạo sau đại học gồm 2 bậc tiến sĩ và thạc sĩ. Năm 2021, trường Học viện Cảnh sát Nhân dân có tổng chỉ tiêu tuyển sinh 530 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát. Trong đó, nam lấy 477 chỉ tiêu, nữ lấy 53 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh, phương thức 1. Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.
Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL IBT hoặc chứng chỉ SSK với kết quả học tập trung học phổ thông. Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp A00, A01, C03, D01 kết hợp với kết quả học tập trung học phổ thông. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân. Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng với Học viện An ninh Nhân dân là hai trường đào tạo hàng đầu của Công an Nhân dân Việt Nam. Đào tạo những sĩ quan cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát. Học viện Cảnh sát là trường trọng điểm, đầu ngành của lực lượng Công an Nhân dân cùng với Học viện An ninh Nhân dân. Năm 2018 Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia, lịch sử phát triển, tiền thân của Học viện Cảnh sát Nhân dân là khoa cảnh sát của trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Ngày 15 tháng 5 năm 1968, Bộ Công an ra quyết định tách phân hiệu Cảnh sát Nhân dân ra khỏi trường Công an Trung ương. Thành lập trường riêng, có nhiệm vụ đào tạo bậc trung học cho lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Chính thức thành lập trường Cảnh sát Nhân dân, trường lấy mật hiệu là T18, trường sở ban đầu tại thôn Phong Vân, Ba Vì, Hà Tây, với 153 cán bộ giáo viên, công nhân viên và 1.789 học viên của 20 lớp học, trong đó có 6 lớp sơ học. Đào tạo các hạ sĩ quan cảnh sát, ngày 27 tháng 11 năm 1976, Hội đồng Chính phủ ra quyết định công nhận trường sĩ quan cảnh sát nhân dân của Bộ Nội vụ thuộc hệ thống giáo dục Đại học Quốc gia. Trường đổi tên thành trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và bắt đầu đào tạo sĩ quan cảnh sát bậc đại học. Ngày 15 tháng 5 năm 1992, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo hệ cao học chuyên ngành điều tra tội phạm. Ngày 24 tháng 5 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Cảnh sát. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng cấp từ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân lên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Như vậy, từ tháng 10 năm 1962 đến nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trải qua 5 lần đổi tên. Khoa Cảnh sát Nhân dân, Khoa Nghiệp vụ 2, phân hiệu Trường Cảnh sát Nhân dân, Trường Cảnh sát Nhân dân. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, năm 2003 phân hiệu của Học viện ở phía Nam chính thức tách thành một trường riêng là Đại học Cảnh sát Nhân dân. Nhiệm vụ của Học viện 1. Đào tạo sĩ quan cảnh sát với trình độ đại học và sau đại học. Tạo cán bộ nguồn cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. 2. Nghiên cứu các đề tài khoa học về phòng chống tội phạm cấp quốc gia. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, luật hình sự, hoạt động tư pháp điều tra. 3. Hợp tác đào tạo quốc tế với các trường cảnh sát nước ngoài. Các bộ môn đào tạo, bộ môn Mác Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, bộ môn tâm lý, bộ môn nghiệp vụ cơ sở, bộ môn quân sự võ thuật, thể dục thể thao, bộ môn toán tin, các trung tâm nghiên cứu và thực hành. Viện khoa học cảnh sát, trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa, trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông, trung tâm huấn luyện và thực hành nghiệp vụ. Trung tâm bồi dưỡng chức danh và giáo viên, trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm. Trung tâm lưu trữ và thư viện, trung tâm nghiên cứu phát triển lý luận cảnh sát, loại hình đào tạo. Đào tạo cho Bộ Công an, trường có 2 bậc đào tạo gồm đại học và sau đại học, đào tạo đại học có 3 hệ chính quy. Liên thông và tại chức, đào tạo dân sự, trường bắt đầu được Bộ Công an, Bộ Giáo dục đào tạo cho phép tuyển sinh dân sự từ năm 2014. Hệ cử nhân, đào tạo đại học chính quy kéo dài 4 năm. Có các khoa, khoa cảnh sát kinh tế. Khoa cảnh sát giao thông, khoa quản lý hành chính, khoa nghiệp vụ trinh sát hình sự, khoa nghiệp vụ cảnh sát điều tra. Khoa kỹ thuật hình sự, khoa nghiệp vụ giáo dục cải tạo phạm nhân, khoa cảnh sát ma túy. Khoa cảnh sát vũ trang, khoa ngoại ngữ, khoa cảnh sát môi trường, khoa phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Khoa Luật, Khoa Cảnh sát Đường Thủy mới mở thêm trong năm học năm 2014 đến năm 2015, đào tạo Đại học Liên thông kéo dài 3 năm. Có các chuyên ngành quản lý hành chính, chuyên ngành cảnh sát điều tra, chuyên ngành cảnh sát trại giam. Đào tại đại học tại chức gồm 3 chuyên ngành như chuyên tu. Bắt đầu từ năm học năm 2009 đến năm 2010. Học viện đào tạo 4 ngành, quản lý hành chính, điều tra trinh sát cảnh sát, điều tra hình sự. Cảnh sát trại giam, hệ sau đại học, đào tạo sau đại học gồm 2 bậc tiến sĩ và thạc sĩ. Năm 2021, trường Học viện Cảnh sát Nhân dân có tổng chỉ tiêu tuyển sinh, 530 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát. Trong đó, nam lấy 477 chỉ tiêu, nữ lấy 53 chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, phương thức 1. Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL IBT hoặc chứng chỉ SSK với kết quả học tập trung học phổ thông. Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp A00, A01, C03, D01 kết hợp với kết quả học tập trung học phổ thông.